có làm áo quần không ta? Tức anh vậy không? Sao để anh mặc mặc đồ đồ cái đồ chung á, đồ xong người ta ta bự áo ra bị trùng vào, cái mặt không là bị mụn rồi gì sau lưng bị đen đen đó. Thấy cái gì không? Đứng